các bạn thấy chiếc sedan kia lên không? Sóng rất là khỏe nhá. Đấy, thấy sóng kinh chưa? Đang lên vượt lên cửa cống đi đi dọc theo chiều nước nhá. Đi ngầu dọc theo dòng nước. Các bạn nhìn nhá, nước chảy rất là xiết. Hiện tại mình đang đứng ở chân cầu, chân cửa cống nhá. Cửa cống thì mình sẽ quay cho các bạn xem những chiếc xà lan đi qua đây nhá. Nó rất là khủng mà rất là to luôn. Xà lan đang lên kìa các bạn thấy không? Rất là nhiều xà lan. Đấy, thì bây giờ mình sẽ phục kích ở đây để mình quay cho các bạn xem những chiếc xà lan siêu khủng, siêu to khổng lồ. Nó vượt sóng vượt cửa cống thế nào nhá. Các bạn nhìn nước rất là chảy đây. Nó đang đi ngược dưới kia lên. Nhìn phơi lòi luôn. Đấy. Thì mình quay video thì anh em nào thấy hay ấy, thì bấm một nút đăng ký và theo dõi kênh nhé. Thì để mỗi khi mình có video mới lên sẽ thông báo cho các bạn biết để các bạn xem ủng hộ mình nhé. Đang đây đi ạ, các bạn khổ không? Các bạn nhìn thấy không? Xa xa bên kia cái cột bên kia là có một ông YouTuber đang câu cá, chứ không phải là quay video mà YouTuber câu cá. Đấy, thế chơi gì đi. Đấy, chiếc tàu bên kia nó lại đi sát về bên kia rồi các bạn ạ. Hay để mình lôi nó qua bên này để quay nhỉ. Đấy. Đấy, đang lên đấy. Nhìn đến kia thôi, nhưng mà lên đây phải mất khoảng vài phút. Con này đi rất là mạnh nha. Mình thấy nó lướt sóng rất là khỏe đấy. Ngoài này mà nó húc thì tung cột. Đấy, đang đây kìa. Vượt sóng luôn. Ở dưới đường tàu về rồi mắt dài không các bạn.
xà lan chở than quá khủng. Xà lan này chở cát nhá, siêu to khổng lồ luôn. Đờ đờ chắc là Nam Định rồi. Nước hôm nay chảy rất là mạnh các bạn nhé. Các bạn nhìn chân cầu này, chân cửa cống này, nó chảy mạnh không? Xoáy nguồn nguồn lên luôn. Tàu nhỏ đi qua đây là dễ chìm lắm đấy. Sóng nó mạnh ngoài kia nhá. Xa xa thì kia có một chiếc xà lan đang lên nhá. Xà lan siêu to luôn đấy. Đến gần mình sẽ quay cho các bạn xem nhé.
em gái rất xinh. Rồi lại có thêm một chú xà lan nhá, rất là khủng nhá. Con này mũi bằng chứ không phải là mũi nhọn nhá. Mũi bằng này, chắc là mũi bằng là thiết kế riêng của mũi bằng này. Mũi bằng này để hút cho khỏe. Con tàu này rất là mới nhá, rất là to luôn, tàu siêu to khổng lồ. Cờ Việt Nam nói nhá, không phải cờ tàu đâu. Quay cận cảnh cho các bạn xem những chiếc tàu, những chiếc xà lan. Mình bắt được một con xà lan khủng nhé. Chở đây mình không hiểu chở gì, chắc là chở mùn gỗ hay sao ấy, nhưng không biết chở gì, rất là cồng kềnh và to nhá. Nhìn con tàu phê vãi. Quan gì này, mình chưa biết chở gì luôn. Con xà lan to khổng lồ luôn nhá. Lá gì?